hôm nay chất liệu sẽ xuống dưới kho của cửa hàng của bên hệ thống Hiếu Thành Phát. Ngoài tức là bên kho bên liệu mới về được một loạt dòng Exeter 150 nữa. Thì đợt gần đây Liễu chưa có review về cái dòng Exeter 50 này, hầu như là 155 là chủ yếu, nên hôm nay Liễu sẽ xuống dưới kho và review cho các bạn như một hàng, tức là tất cả các dòng xe Exeter 150 xen lẫn 155 luôn ha, và báo giá cho các bạn biết ở thời điểm hiện tại bây giờ là giữa tháng 3 nha các bạn ha. Ok, thì đầu tiên là Liễu sẽ giới thiệu cho các bạn mấy em Exeter 155. Đây là phiên bản của 2021 các bạn và limited ha. Đây bao gồm một cái em màu xanh xám và màu xanh nhám, xanh này gọi là xanh quân đội các bạn. Thì hai em này hiện tại thì đang có giá là 43.200.000 đồng. Giá này là chưa bao gồm biển số giấy tờ ha. Biển số thì đăng ký ở huyện nào tỉnh nào thì inbox trực tiếp ngay qua Zalo cho Trúc Liễu với số điện thoại nha, là 0383 835 066. Và đặc biệt là trước khi lên tới cửa hàng mua xe, bạn có liên hệ qua Trúc Liễu và tới và nói là liên hệ Trúc Liễu sẽ được hỗ trợ cho các bạn là 1 triệu tiền xăng xe đi lại nha. Ok, ngoài màu này ra thì Liễu còn rất là nhiều màu khác nữa, bao gồm là màu đen nhám. Đen nhám này thì là của bản 2020, thì hiện tại đang có giá dao động là 42.200.000 đồng nha. Còn đây là mấy em Exeter 155, Liễu sẽ báo giá sơ qua luôn nha. Đây là phiên bản giới hạn, giá là 47.000 đồng nha các bạn. Ok, giới hạn màu này thì đợt trước Liễu cũng đã review chi tiết về em này rồi, thì hôm nay Liễu sẽ nói sơ qua và báo giá thôi. Tiếp theo Liễu còn mấy em 155, bao gồm là em này là phiên bản xám đỏ mâm đỏ, thì hiện tại em này đang bên Liễu đang có giá là 47.500.000 đồng, phiên bản giới hạn luôn nha, đi mâm zin màu đỏ. Qua một em phiên bản cao cấp, màu này là màu đỏ nhám, thì hiện tại em này bên Liễu đang bán với giá là 44.500.000 đồng. Và Liễu thông báo cho các bạn một tin, đó là Exeter 155 màu xanh DB tem cũ các bạn, và đây đã ngưng sản xuất rồi, tức là bỏ mẫu, không còn hàng nữa nha. Nên là bên cửa hàng của Liễu còn những mẫu nào, tức là đó là hàng tồn nha các bạn. Ok, tiếp theo qua một số mẫu em bên này. Liệu còn màu trắng đỏ là phiên bản cao cấp, màu này thì giá 44.500.000 ha. Tiếp theo là qua dòng Emiskin. Emiskin thì nguyên liệu hiện tại còn đầy đủ tất cả các màu phiên bản luôn của 2022-21, thì hiện tại đang có giá là 43.000.000 đồng nha các bạn, đồng giá các màu của Emiskin ha. Và mấy em màu Exeter 150, màu trắng đỏ và màu đỏ nhám, thì hiện tại là 150 hiện tại đang còn rất là nhiều màu, rất là nhiều màu luôn á, nên là bạn nào mà đang có thiện chí mua dòng Exeter 50 á thì hãy nhanh tay liên hệ qua Trúc Liễu sẽ được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn ha. Và đặc biệt là chúng ta mua trả góp á, thì chỉ cần trả trước cho bên Trúc Liễu tầm khoảng 5 triệu trở lên thôi là chúng ta có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Hồ sơ thì cần chứng minh nhân dân gốc hoặc là căn cước công dân thôi, không cần phải rườm rà giấy tờ như là hộ khẩu hay bằng lái như trước đây nữa, và độ tuổi mặc định là 18 tuổi trở lên đủ tháng đủ ngày ha. Cửa hàng của Trúc Liễu là nằm trên đường quốc lộ 14 thuộc khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trước khi lên tới cửa hàng mua xe có liên hệ qua Trúc Liễu, Trúc Liễu sẽ lại đón các bạn về cửa hàng mua xe, hoặc là Liễu sẽ gửi vị trí qua Zalo cho các bạn tới mua xe sẽ được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn ha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Liễu và Hiếu Thành Phát trong thời gian qua nhé. Các bạn.